Vâng, cảm ơn các quý thầy cô, các quý đồng nghiệp đã tham dự chương trình. Với cái bài báo cáo, tôi rất là vinh dự được xin trình bày bài báo cáo là những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư phổi. Như chúng ta đã biết, ung thư phổi là một trong những ung thư mà đứng đầu ở nam giới. Ung thư phổi ở tại Việt Nam chúng ta thì một trong những ung thư có tỷ lệ mắc rất cao. Mỗi một năm thì trên toàn thế giới có khoảng 1,8 triệu người mắc bệnh ung thư, và cũng xấp xỉ gần số đó là tỷ lệ chết do ung thư. Ở Việt Nam thì ung thư phổi đứng hàng thứ hai sau ung thư gan. Mỗi một năm chúng ta có khoảng độ gần 24.000 ca mắc ung thư phổi. Như chúng ta đã biết thì ung thư phổi là một trong những bệnh mà có cái tiến triển âm thầm và không có những triệu chứng báo trước, vì vậy rất khó cho việc chẩn đoán sớm và điều trị. Chỉ khoảng 25% số bệnh nhân đến với chúng ta là còn chỉ định phẫu thuật. Chỉ định phẫu thuật được thực hiện ở các giai đoạn 1, giai đoạn 2 và một phần của giai đoạn 3, đó là giai đoạn 3A. Thế còn lại 75% số những bệnh nhân đến với chúng ta là không còn chỉ định mổ nữa. Đấy, như vậy chúng ta đã thấy là để phát hiện sớm ung thư phổi là vô cùng quan trọng để còn chỉ định mổ. Và lúc đó chúng ta mới đạt được phẫu thuật triệt căn. Trong cái bảng phân loại của ung thư phổi thì chúng ta đã biết rồi. T thì TNM theo phân loại của NCCN. Qua cái bảng phân loại này thì cái quan trọng nhất là đánh giá khối u và các hạch bạch huyết vùng để liên quan đến những yếu tố chính xét khả năng mổ. Và như vậy là hiện tại thì chúng ta cần phải có một cái hội chẩn MDT để chúng ta giữa các bác sĩ nội khoa, ngoại khoa rồi các nhà giải phẫu bệnh chẩn đoán hình ảnh, nhằm mục đích là chúng ta phân ra được hai nhóm, đó là nhóm nào là nhóm bệnh nhân mổ được và nhóm nào là nhóm không mổ được, như căn cứ vào các cái hình thái của khối u và các hạch bạch huyết. Lịch sử phẫu thuật ung thư phổi thì như chúng ta đã biết thì năm 33 thì Evans Graham là người thực hiện ca phẫu thuật phổi ở London thành công đầu tiên. Tuy nhiên những cái năm tiếp theo đó thì ung thư phổi cũng đã bắt đầu được mổ, tuy nhiên tỷ lệ chết rất cao ạ. Lúc đó thời kỳ đó thì lên đến 30-40% những cái bệnh nhân mà cắt thủy phổi có tỷ lệ tử vong. Phẫu thuật nội soi đến những năm 80 thì bắt đầu được thực hiện, và năm 1992 Hiệp hội Phẫu thuật Lồng ngực được tổ chức đầu tiên về phẫu thuật nội soi VAS. Các cái kỹ thuật trong phẫu thuật ung thư phổi thì những cái kỹ thuật cơ bản chúng ta có là cắt một lá phổi, cắt một cái thùy phổi có tái tạo phế quản, đó cắt sleeve lobectomy, và cắt thùy phổi chuẩn lobectomy, và cắt phân thùy phổi. Chúng ta có cắt phân thùy phổi, và gần đây thì cắt phân thùy phổi đang là xu thế của phẫu thuật ung thư phổi giai đoạn sớm. Các kỹ thuật được thể hiện đây, chúng ta thấy cơ bản chúng ta vẫn là ở các trung tâm phẫu thuật lồng ngực của Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới, cơ bản chúng ta vẫn là cắt bỏ một thùy phổi và nạo vét hạch vùng. Một số bệnh nhân ở giai đoạn muộn hơn xâm lấn rộng thì chúng ta có thể cắt một lá phổi. Và cắt bỏ tiếp là một cái kỹ thuật nữa, đó là kỹ thuật mà cắt phổi sleeve resection, tức là cắt đoạn phế quản mà bị tổn thương, sau đó chúng ta nối phế quản lại. Và cái kỹ thuật cuối cùng mà kỹ thuật bảo tồn hơn, đó là kỹ thuật cắt phân thùy phổi, nó cắt phổi hình chêm, wet resection hoặc là segmentectomy. Các cái đặc điểm của khối u để liên quan đến cái khả năng phẫu thuật thì như chúng ta biết về phía khối u thì với những khối u mà có đường kính dưới 2 cm mà được những cái đánh giá tổn thương là ung thư biểu mô tại chỗ hoặc những cái nốt mờ kính và tuy nhiên là không có di căn hạch vùng thì chúng ta vẫn ưu tiên cho cắt phân thùy phổi hoặc cắt phổi hình chêm. Với khối u trên 2 cm thì chúng ta có cắt thùy phổi chuẩn lobectomy. Và các khối u xâm lấn ở giai đoạn T3, T4 chúng ta có thể cắt thùy phổi kèm theo những cái cấu trúc bị xâm lấn. Đây gọi là cắt thùy phổi mở rộng. Ngoài cắt thùy phổi ra chúng ta cần nạo vét hạch vùng. Và nạo vét hạch là vô cùng quan trọng để chúng ta thực hiện nạo vét các nhóm hạch N1, N2 với được đánh số từ nhóm 1 đến nhóm số 14 trong cái bản đồ của phổi ở trung thất. Đây là cái đường phân chia ranh giới giữa các nhóm hạch N1, N2 để chúng ta đánh giá xem là chặng di căn hạch N1 hay N2 trong phẫu thuật.
Như vậy, nạo vét hạch trong phẫu thuật thì có một số những cái quan điểm mà cho đến nay nó vẫn tồn tại, đó là lấy bỏ hạch theo trạng. Và cái thứ hai nữa là nạo vét hạch hệ thống toàn bộ theo bản đồ, và tức là lấy bỏ thường quy tất cả các hạch và mô liên kết có chứa hạch. Không có những tiêu chuẩn rõ ràng về cái số hạch tối thiểu cần phải lấy trong ung thư. Nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng lợi ích về OS, DFS và giảm tỷ lệ tái phát khi mà nạo vét hạch được nhiều hơn. Vì vậy, nạo vét hạch hệ thống theo bản đồ được ưu tiên sử dụng hơn. Nạo vét hạch trong ung thư phổi là vô cùng quan trọng để đảm bảo phẫu thuật đạt được triệt căn. Các khuyến cáo đưa ra đó là lấy ít nhất là 6 hạch hoặc 6 nhóm hạch, trong đó có 3 nhóm hạch là những cái nhóm hạch L2, bao gồm hạch nhóm 7, nhóm 3 và một trong những số các cái hạch nhóm phổi N1. Các cái nghiên cứu gần đây cho thấy nghiên cứu của Manser được lấy từ 11 cái thử nghiệm lâm sàng với một cái mẫu rất lớn là 11.910 bệnh nhân và được thiết kế để xác định ảnh hưởng của nạo vét hạch hệ thống so với việc chỉ lấy hạch ở các trạm. Và tác giả đã so sánh ở các giai đoạn 1, 2, tỷ lệ sống 4 năm cho giai đoạn 1 từ 95% giảm xuống còn 78% ở nhóm nạo vét hạch không triệt để, mặc dù các hạch này đều là L0. Và tương tự, ở giai đoạn 2 thì giảm xuống từ 67% xuống còn 43%. Vì vậy, chúng ta thấy tác giả nhấn rất mạnh cái vai trò của nạo vét hạch hệ thống và bài bản trong phẫu thuật. Một nghiên cứu của Dung năm 2009 thì có 403 bệnh nhân nạo vét hạch triệt để thì thấy tỷ lệ tái phát ở các giai đoạn hạch L0 chúng ta thấy đấy là 24,3%, nhưng mà L1 thì được tỷ lệ tái phát tăng lên 40% và tỷ lệ tái phát ở giai đoạn hạch L2 là tăng lên 57,6%. Và trong nhóm bệnh nhân tái phát và tiến triển được hóa trị bổ trợ thì không bệnh nhân nào sống quá 3 năm. Thế như vậy chúng ta thấy nếu như không nạo vét hạch triệt để và những cái hạch để tái phát phát triển, mặc dù chúng ta có các phương pháp bổ trợ, tuy nhiên tiên lượng rất xấu. Một cái nghiên cứu nữa của tác giả Steven thì cho thấy sống 3 năm đạt 60-70% và sống 5 năm đạt 32% ở bệnh nhân được điều trị bài bản. Tức là gì? Tái phát trên 50% nếu như nạo vét hạch không triệt để. Các hạch N1, N2 đã phá vỡ vỏ diện cắt tiếp cận thì có tiên lượng xấu và tỷ lệ tái phát rất cao, trên 50%. Một cái nghiên cứu nữa, Kaiser-Sarager cũng cho thấy sống 3 năm đạt 35,8% so với 9% ở các nhóm hạch L2 mà nạo vét hạch không triệt để. Trong một cái nghiên cứu nữa, cũng thử nghiệm pha 2 của nhóm ung thư phổi Bắc Mỹ, thì ở giai đoạn 3A, bệnh nhân hóa trị tiền phẫu thì cho thấy đáp ứng hoàn toàn là 22-28% và sống 3 năm đạt 27%. Và đặc biệt nếu hạch L2 nạo vét triệt để thì sống 30 tháng so với sống 10 tháng ở nhóm bệnh nhân hạch L2 mà không nạo vét triệt để. Như vậy cho những cái thời điểm đó thì chúng ta cho thấy là các tác giả cũng các nghiên cứu nhấn mạnh cái yếu tố tiên lượng xấu của việc di căn hạch L2 trong ung thư phổi. Vì vậy cái vai trò của phát hiện sớm là vô cùng quan trọng. Trong một nghiên cứu tại bệnh viện ca chúng tôi với mẫu 282 bệnh nhân năm 2016 thì chúng tôi cũng cho thấy ở các cái giai đoạn hạch L0 thì tỷ lệ sống thêm 3 năm là 82%. Đến khi mà có những yếu tố di căn hạch L1 thì tỷ lệ này giảm xuống còn 63% và đặc biệt giảm mạnh ở giai đoạn hạch L2, tức là nếu di căn hạch trung thất thì cái tỷ lệ sống thêm còn 42%. Đây là hình ảnh một số các cái khối u phổi và cái di căn hạch vùng mà chúng tôi mổ đã phẫu thuật. Và một số các tác giả như Masaisio hay là iPad hoặc Kaiser thì họ cũng đều cho thấy là cái việc, đặc biệt tác giả Kaiser cho thấy là di căn từ 1, 2, 3 nhóm hạch, tức là di căn càng nhiều nhóm hạch thì có tiên lượng càng xấu, bất kể hạch đó là hạch N1 hay N2. Còn di căn ở đơn ổ, tức là chỉ ở một nhóm hạch không thôi thì tiên lượng lại tốt hơn. Những cái tiến bộ trong phẫu thuật của ung thư phổi gần đây thì cái xu thế hiện nay là phát hiện ung thư phổi sớm và người ta tập trung vào phẫu thuật ở những cái giai đoạn sớm. Đó là ở giai đoạn sớm chúng ta có thể cắt dưới thùy, tức là subnodal resection, gồm có hai kỹ thuật cơ bản, đó là kỹ thuật cắt phân thùy phổi chuẩn theo giải phẫu, tức là cementectomy, và cắt phổi theo hình trên, đó là wet resection.
cái phẫu thuật VAT hiện nay thì cũng được thay đổi, và cái xu thế là người ta giảm số lỗ mở thành ngực và giảm kích thước của lỗ mở. Tức là khi mà phẫu thuật mà mới phát triển, người ta đi từ 5 lỗ, thì sau đó khi mà một số trung tâm phát triển lên thì họ rút xuống còn 4 lỗ, rồi còn 3 lỗ và còn 2 lỗ. Và cuối cùng là hiện nay cái xu thế hiện nay là người ta phẫu thuật nội soi VAT với 1 lỗ. Tức là chúng ta cho cả camera và các dụng cụ đi vào một lỗ với một đường rạch khoảng 3 đến 4 cm. Nghiên cứu về subnormal resection thì một cái thử nghiệm so sánh ở giai đoạn 1 với T1N0 thì cho thấy là tỷ lệ tử vong tăng 30% và tỷ lệ tái phát tại chỗ tăng 75%. Và các cái nghiên cứu của cái nhóm subnormal resection này thì cho thấy là tỷ lệ tái phát có thể tăng hơn so với nhóm cắt thủy phổi chuẩn. Subnormal resection thì được chỉ định ở những khối u ở giai đoạn T1N0M0 và khối u phải ở ngoại vi, và được thực hiện ưu tiên trên những bệnh nhân mà có chức năng phổi kém, không đủ điều kiện để cắt thủy phổi, khối u ở ngoại vi dưới 2 cm, khối u ung thư tại chỗ, các nốt mờ kính hoặc các nốt mà phát triển chậm mà mình đã được theo dõi dài ngày. Không chạy được slide. Chạy đi lệch. Trên này không có hình ảnh, chuyển slide lên, chuyển lên hình ảnh lên ạ. Này, xin lỗi do tại đường truyền. Vâng. Tiếp đi. Chưa có. Vâng, tiếp tục, tôi xin lỗi vì do đường truyền nó hơi trục trặc ạ. Em nhảy đi ạ, không bấm được bằng cái điều khiển này nữa. Không được ạ, lách đi, không em lách ở dưới đấy đi để anh đọc ạ. Rồi, tiếp tục. Nó tự nhiên nhảy thế này ạ. Vâng, đây, tiếp tục ạ. Tôi xin lỗi các quý vị là vì là do đường truyền trục trặc. Với cái kỹ thuật subnormal resection thì phẫu thuật cắt phân thủy phổi với cắt hình chêm và đảm bảo diện cắt rìa là trên 2 cm, lấy bỏ các cái hạch bạch huyết nếu có. Tuy nhiên là nếu có hạch bạch huyết mà chúng ta xác định dương tính rồi thì cái kỹ thuật này không được chỉ định. Với cái kỹ thuật nội soi VAT, cắt nhu mô phổi hình chêm thường được áp dụng vì cắt bỏ dễ dàng ở những cái khối u mà ngoại vi, tỷ lệ tái phát tại chỗ ở những bệnh nhân cắt phân thủy phổi giải phẫu cementectomy thường thấp hơn so với cắt thủy phổi hình chêm. Như vậy, các nghiên cứu thì ủng hộ cái giả thuyết rằng là cắt phân thủy phổi bảo tồn chức năng phổi được tốt hơn. Và cũng ở một cái trường mực nào đó, đây trong một nghiên cứu cho thấy với 1093 bệnh nhân được cắt thủy phổi chẩn so với 911 bệnh nhân cementectomy, thì người ta đo chức năng thông khí ở thời điểm 2 tháng thì chúng ta thấy là cắt thủy phổi, cắt phân thủy phổi đây thì bảo tồn chức năng thông khí phổi tốt hơn, bệnh nhân phục hồi nhanh hơn. So sánh 148 bệnh nhân cắt phân thủy phổi so với 208 bệnh nhân cắt thủy phổi và được làm cái xạ hình tưới máu phổi ở thời điểm 6 tháng thì cho thấy cắt phân thủy phổi bảo tồn chức năng phổi tốt hơn cắt thủy phổi. Và bởi nó không những nó bảo tồn chức năng mà nó kích thích được cả thủy phổi còn lại, nó nở tốt hơn và tưới máu tốt hơn. Trong một nghiên cứu, người ta so sánh giữa lobectomy và subnormal resection với một cái nhóm nghiên cứu ở bệnh nhân già cao tuổi trên 75 tuổi ở giai đoạn T1AN0M0 thì
Với lobectomy chúng ta thấy 1.051 bệnh nhân, West Rejection 450 bệnh nhân và segmentectomy có 119 bệnh nhân. Thì người ta kết quả cho thấy không có sự khác biệt về OS tại thời điểm 5 năm, nhưng cắt phân thùy giảm tỷ lệ tử vong ở mức còn 0,5%, trong khi cắt thùy phổi, trong khi đó cắt cả một lá phổi thì tỷ lệ này là 8,5%, và cắt thùy phổi mở rộng thì tỷ lệ tử vong là 4%, và cắt thùy phổi chuẩn tỷ lệ tử vong là 26%. Như vậy là cắt phân thùy phổi giảm tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật. Tỷ lệ cắt phân thùy phổi là một trong những xu hướng của phẫu thuật ung thư phổi hiện nay. Đấy, chúng ta so sánh là ở những cái năm 12, 13 thì tỷ lệ cắt phân thùy phổi rất thấp. Đến những năm 2017, 18 thì tỷ lệ này gần đạt 50% trong số bệnh nhân mổ. Như vậy các cái vấn đề sống sót chung sau 5 năm là tương tự, và nguy cơ tái phát của cắt phân thùy phổi đương nhiên là cao hơn. Đấy, trong một nghiên cứu thì chúng ta thấy đấy ạ. Cho thấy là tỷ lệ cắt phân thùy phổi thường có tỷ lệ tái phát cao hơn so với cắt thùy phổi chuẩn. Trong một cái nghiên cứu thử nghiệm ở pha 3 với cả 697 bệnh nhân ở T1AN0 thì chúng ta cũng cho thấy ấy, kết quả chúng ta cũng cho thấy giữa cái nhóm cắt lobectomy và cái nhóm sub lobar resection thì ta cho thấy tỷ lệ, các cái tỷ lệ về tử vong sau một tháng, rồi các tỷ lệ về rút dẫn lưu, rồi thời gian nằm viện thì cho thấy cái nhóm cắt phân thùy phổi đều cao hơn. Trong một cái nghiên cứu khác nữa, người ta so sánh giữa cái sub-lobar resection so với xạ phẫu định vị SBRT. Thế thì với 99 bệnh nhân thì thấy tỷ lệ tái phát tại chỗ của SBRT là 30%, so với cả sub-lobar resection là 9%, và sống sót không bệnh thì cái SBRT 59% và sub-lobar resection là 77%. Và sống sót chung là 72% so với 88%. Như vậy cho thấy là giữa cái sub-lobar resection này thì có tỷ lệ sống 5 năm cũng như là tái phát tại chỗ thì ưu thế nghiêng về cái phẫu thuật sub-lobar resection. Và trong một cái nghiên cứu thì cũng cho thấy như vậy ạ. Cái OS 56% so với 35% giữa hai cái nhóm đó. Như vậy cái ưu điểm của phẫu thuật sub-lobar resection đó là giảm tỷ lệ tái phát so với xạ trị, tăng thời gian sống thêm. Còn ưu điểm của SBRT thì người ta rút ra là với những bệnh nhân không đủ điều kiện phẫu thuật, những bệnh nhân già yếu và mắc các cái bệnh kèm theo, và bệnh nhân không chấp nhận can thiệp phẫu thuật, hoặc những bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao liên quan đến phẫu thuật. Về cái kỹ thuật của segmentectomy thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải có máy dựng hình, máy CT đa dãy dựng hình với dưới hình 3D dựng hình cấu trúc của các cái mạch phân chia trong phổi từ động mạch, tĩnh mạch và phế quản, và chúng ta xác định cái phân thùy phổi cần cắt bỏ. Đây là cái máy dựng hình CT đa dãy, chúng ta thấy là giữa các cái phân thùy phổi cái trên dựng hình 3D, và khi chúng ta mở ra trên CT chúng ta thấy nó cũng tương ứng. Chúng ta nhìn thấy các khe rãnh rất điển hình và tương ứng. Về cái phẫu thuật nội soi, tức là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, thì hiện nay thì chúng ta có phẫu thuật VAT là một trong phẫu thuật phổ biến ở các trung tâm phẫu thuật trên toàn thế giới, và một số các cái trung tâm thì có robot thì chúng ta thực hiện cái phẫu thuật nội soi robot. Như vậy ưu điểm của phẫu thuật nội soi đó là gì? Đó là giảm đau đớn, tính thẩm mỹ cao, thời gian phục hồi nhanh, thời gian nằm viện được rút ngắn, và thời gian bắt đầu điều trị bổ trợ thì được sớm hơn. Nhưng nhược điểm đó là chi phí đắt tiền và đòi hỏi các trang thiết bị máy móc cũng như trình độ phẫu thuật viên ở từng trung tâm phẫu thuật. Những cái tiến bộ mà cái xu hướng tiến bộ của phẫu thuật nội soi đó là từ 3-4 lỗ rút xuống 3 lỗ, 2 lỗ rồi còn 1 lỗ. Và đặc biệt phẫu thuật nội soi một lỗ hiện nay đang rất phát triển rất mạnh ở các nước châu Á.
giảm kích thước lỗ mở. Đấy, từ các cái lỗ chúng ta có thể thực hiện lỗ 10, sau đó chúng ta có thể xuống rút xuống còn lỗ 5, và một số các cái trung tâm mà hiện đại bây giờ như ở Nhật người ta làm cái thoracan là 3 mini, tức là rất nhỏ, trong một số phẫu thuật đơn giản hơn. Đây là cái sơ đồ mà chúng ta thấy cho thấy phẫu thuật nội soi cái thời kỳ ban đầu trong mổ ung thư phổi, chúng ta thấy có 4 lỗ, 4 đường vào. Sau đó là 3 đường vào với đường camera được đặt riêng và hai dụng cụ của chúng ta đi vào riêng. Và cuối cùng là hiện nay thì phẫu thuật nội soi một lỗ, chúng ta cho cả camera và các cái dụng cụ vào chung một lỗ với đường rạch từ 3 đến 4 đến 5 cm tùy từng phẫu thuật viên. Và chúng ta vào, chúng ta vẫn làm được thao tác và vẫn cắt bỏ thủy phổi, phân thủy phổi và nạo vét hạch. Đây là cái phẫu tích giải phẫu mà chúng tôi tách rãnh ra và bộc lộ các cái động mạch của phân thủy chi phối của cái khối u. Đây là cái hình ảnh so sánh của việc segmentectomy, chúng ta cắt bỏ với phân thủy phổi và dựng hình 3D. Chúng ta thấy khi mổ ra chúng ta làm được cái cấu trúc nó tương ứng với cả CT đa dãy. Trong một số các trường hợp mà segmentectomy, chúng ta có thể dùng các cái chất chỉ thị màu ICG để phân biệt giữa các phân thủy phổi cần thiết. Đấy, và đấy là ranh giới để chúng ta cắt bỏ. Đây một số các chất chỉ thị màu ICG mà ở một số trung tâm cũng đang thực hiện đấy. Đấy, chúng ta thấy cái phân thủy cần cắt bỏ khi sau khi mà chúng ta tiêm thuốc nó lên màu rất đẹp, và đây là cái ranh giới để chúng ta cắt ở cái vùng này. Một số các trường hợp ung thư phổi giai đoạn sớm với những cái nốt mờ kính rất nhỏ mà khó có thể chẩn đoán trước được, chúng ta có thể định vị bằng kim dây. Bằng kim dây sau đó là chúng ta mở nội soi và chúng ta cắt wet redirection theo cái đường mà nó bắt chất chỉ thị màu ICG. Đây là cái sơ đồ ảnh bệnh nhân chúng tôi chụp từ phẫu thuật nội soi 4 lỗ đến phẫu thuật nội soi 3 lỗ và đến phẫu thuật nội soi 1 lỗ. Chúng ta thấy những ưu việt của nội soi một lỗ nó xâm lấn tối thiểu, tức là ít hơn. Cho dù 3 lỗ hay 4 lỗ thì tuy nhiên phẫu thuật nội soi nó vẫn so với một cái đường mổ mở kinh điển dài 15-20cm thì chúng ta thấy nó vẫn xâm lấn ít hơn và nó đỡ sang chấn cho bệnh nhân. Bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, đỡ tổn thương hơn. Một số các cái nghiên cứu về việc mở lồng ngực nội soi và phẫu thuật mổ mở chúng ta đều cho thấy đấy, thì phẫu thuật nội soi lồng ngực có ưu thế với thời gian nằm viện ngắn hơn và thời gian rút dẫn lưu ngắn hơn. Các cái phẫu thuật về tỷ lệ mổ nội soi ở các trung tâm lớn càng ngày càng phát triển, và ở Nhật thì hiện nay đến 5-10 năm thì người ta thống kê thấy có 71% bệnh nhân mổ nội soi, như vậy là tới khoảng 29% bệnh nhân mổ mở thế. Càng ngày càng phát triển và người ta làm nội soi rất nhiều. Kết quả của phẫu thuật nội soi cắt thủy phổi ở cái nhóm bệnh nhân ở giai đoạn 1A, chúng ta thấy thời gian sống thêm 5 năm đạt 90%, rất là cao với các cái tiêu chí thời gian rút dẫn lưu này, thời lượng máu mất này, rồi thời gian ngày nằm viện đều rút ngắn giữa cái nhóm segmentectomy so với lobectomy. Tuy nhiên kết quả chung thì cũng đều đạt được khoảng 90% trên 90%, sống 5 năm. Đây là hình ảnh ở tại bệnh viện ca chúng tôi đấy, với phẫu thuật nội soi một lỗ đường rạch 3 cm, chúng tôi cắt cái thùy dưới phổi phải và nạo vét hạch vùng. Thì chúng ta biết đấy, sau khi mổ xong chúng ta chỉ còn một đường 3 cm và chúng ta đặt dẫn lưu tại cái đường đó. Xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp, các thầy cô.